Chuyện là từ hồi dân y Katina ở thiền viện Nguyên Thủy hôm ấy có để bác. Chư Tăng đi một hàng như thế nhưng hôm ấy đông lắm nên rất nháo nhào, khó cho quý vị ấy kiểm soát được. Hôm ấy quý sư đi một vòng ngoài qua chánh điện, con từ phía trước đi về. Đứng ở sau đoạn cuối đường thấy những vị đi đầu đã vào trong. Nói theo sau có nhiều người, khi thì tu nữ, khi thì người ăn xin ở ngoài vào. Con không phân biệt được luôn, họ cứ xen kẽ nhau. Con khát nước quá, họ đi cũng khoảng cách xa nhau chứ không phải người gần sát người. Con bước cắt qua hàng của mấy cô chú ấy rồi đi vào phía trong uống nước, uống xong con đi ra chỗ cũ rồi nhìn người khác để bát. Không ngờ là sau ấy lại có một hàng chư tăng đi nữa, có nghĩa là hàng sau này đi sau bị cắt bởi những người kia. Con không biết là con có cắt ngang hàng của chư tăng đang để bát không, và con rút kinh nghiệm như thế nào để lợi lạc cho con và mọi người. Cái này là rút kinh nghiệm cho ban tổ chức thì đúng hơn. Thì sư vẫn mong là những buổi lễ đặt bát hỏi á, cần phải tổ chức để cho nó được nghiêm túc, trật tự, tránh trường hợp bát nháo. Rồi bắt đầu là nó xô đẩy chen lấn và nó không giúp tăng trưởng niềm tin cho những người đã có đức tin và giúp phát khởi niềm tin nơi những người chưa có đức tin, mà chính việc ấy lại làm suy giảm niềm tin nơi những người đang có đức tin và sẽ làm mất không có niềm tin nơi những người chưa có đức tin. Cho nên là phải nói là cái chuyện mà bát nháo ở một số buổi lễ đặt bát hội á, thì là cái ban tổ chức phải rút kinh nghiệm. Không rút kinh nghiệm thì xin thưa đó là một cái lỗi. Đành phải nói vậy chứ sư không biết dùng từ gì. Khi mà mình để cho cư sĩ vì cái chuyện mà bát nháo của một số người á, làm mất đi cái niềm tin của người cư sĩ thì đó không nên. Thành ra là sắp tới ở Thiền viện Nguyên Thủy thì có cũng tổ chức lễ đọc bát hội vào ngày 15, 15 âm lịch đó, tức là ngày 2 tây tháng 6, thì số lượng là khoảng 20 vị. 20 vị thì số lượng ít thôi. Thì hoặc là như đợt xuất gia gieo duyên á, thì khoảng 80 cho tới 100 vị. Thì quý vị thấy là đi nó rất là nghiêm túc, rất là nghiêm trang, rất là đẹp. Và sư mong là những khóa lễ tới mà đặt bát hội tới ở Thiền viện Nguyên Thủy thì sẽ duy trì và sẽ có được trật tự và sẽ lập lại trật tự. Để mọi người có cái nhìn nó đẹp về việc đặt bát hội, tránh trường hợp bát nháo, rồi nó trộn lẫn, rồi trà trộn sẽ đủ thứ hết, điều đó không có nên. Sư hết sức mong như vậy. Còn cái chuyện mà quý vị đi ngang hàng á, thì cũng không có cái gì nghiêm trọng. Bữa sau mà ví dụ như hàng đông quá mà quý vị cần đi qua bên kia vì công việc gì đó, quý vị có thể xá rồi xin phép. Dạ, ví dụ như dạ con xin phép, con xin qua qua bên kia để như thế nào đó, ví dụ để con uống nước, thì như thế thì cái vị nghe được á, vị ấy sẽ lịch sự đứng lại rồi quý vị đi qua đó, chứ không có vấn đề gì. Nhớ nha, xin phép. Dạ con xin phép là cho con đi qua để làm cái gì đó, tránh nói như thế này. Dạ xin sư dừng, xin sư dừng lại cho con đi qua, cái thông nên nói mình khéo léo một tí là không có vấn đề gì hết. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.